một người cô thế bị nhiều đối thủ vây đánh, hay một cô gái rơi vào hoàn cảnh lưỡng đầu thọ địch. Bốn bề đều không có lối thoát. Họ sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm? Trong những tình huống buộc phải tự vệ như thế này, người học võ không chỉ có đòn thế võ nghệ mà còn phải cần đến rất nhiều kỹ năng khác. Làm thế nào để chống đỡ nhiều đối thủ? Làm thế nào để phản công tìm đường thoát thân? Các chiến thuật chiến đấu cận chiến đông người là gì? Kinh nghiệm, chiến thuật, sự thông minh và lòng dũng cảm để tự cứu mình có được từ đâu? Võ cổ truyền Việt Nam đã có nhiều bài tập tình huống đấu luyện để rèn luyện cho các môn sinh bản lĩnh vững vàng khi gặp hoàn cảnh hiểm nghèo. Mời quý vị khán giả cùng khám phá trong chương trình Tiểu Nữ Phá Vây. Đây là tình huống một cô gái bán vé số phải chống lại với hai đối thủ là hai nam thanh niên trêu ghẹo rồi dùng hung khí tấn công. Tình huống này buộc cô gái phải sử dụng tất cả các kỹ năng từ di chuyển, tránh né đến phản công áp chế địch thủ. Quan trọng nhất là phải quan sát và nhận định được công dụng, điểm mạnh, yếu, vũ khí của đối phương để từ đó đưa ra được phương án tiếp cận, khắc chế và giải quyết tình huống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống đấu luyện tay không chống binh khí do các võ sinh võ đường Nguyễn Văn Tư, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thực hiện. Sao? Dạo này em kẹt đó, em bán anh 1 triệu anh. Đây là một tình huống đấu luyện tay không 1 chống 2 của võ cổ truyền Việt Nam. Hai đối thủ cùng lúc tấn công để áp chế một người. Các tổ hợp đòn thế được phát triển từ các kỹ thuật tấn công và phòng thủ liên hoàn. Liên hoàn tấn công, đánh đỡ, biến đòn để bùa vây và giải vây trong một không gian hẹp với các đòn quyền cước như chém, đấm, xỉa, trỏ bằng tay hay đá, đạp, quét, cài, móc bằng chân để phòng thủ và tấn công lại đối thủ. Bài đối luyện võ cổ truyền như thế này đòi hỏi người luyện tập phải thực sự ăn ý, động tác gọn gàng, lực phát đòn vừa đủ, thần thái thể hiện sự khỏe khoắn, quyết tâm và trên hết là tinh thần thượng võ. Giao lưu chứ không phải giao đấu, đối luyện chứ không phải đối đầu. Ah!
chúng ta đang theo dõi bài võ Song Phụng Triều Dương do huấn luyện viên Nguyễn Thanh Đậm của môn phái Thiếu Lâm Song Diện, thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ biểu diễn. Song Phụng Triều Dương là một bài quyền thảo võ cổ truyền Việt Nam đã có từ lâu đời. Là một bài tượng hình quyền mô phỏng động tác thần thái của hai con chim phượng hoàng bay lên từ biển. Bài quyền giúp người luyện sự tập trung, vận dụng, thích nghi về thăng bằng và độ dẻo dai của cơ thể trong nhiều tư thế, phát huy được tính nhạy bén, linh hoạt của bộ pháp, tạo nền tảng đầy đủ cho các bước học tập cao hơn kế tiếp. Bài Song Phụng Triều Dương thì được kết hợp với các bộ thần công, trong đó nó gồm có là như bộ tai thì là có là bộ hùng chưởng như là mãnh công độc chưởng, rồi bộ thủ chỉ là đánh có cái thế song chỉ thu châu, rồi bộ cương đao thì có cương đao phạt mộc, cương đao trảm xà, rồi là bộ phương dực là chỏ thì nó gồm có là phương dực ấn long, phương dực kim trung, phương dực bạc hổ, phương dực hoành phong, đó là đó là cái thế chỏ. Còn cước thì là có là như là long thăng cước, bàn long cước, hổ vĩ cước, lưu vân cước và độc tiêu cước. Nói chung là bài Song Phụng Triều Dương có những cái đoàn thế là tấn công rất là phong phú, cho nên là tôi đưa cái bài này vô cái chương trình huấn luyện cho môn phái. Những chiêu thức trong bài Song Phụng Triều Dương thể hiện sự mạnh mẽ với kỹ năng tấn công và phòng thủ linh hoạt, khi thì dữ dội thần tốc, lúc lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đòn thế của bài dùng sự uyển chuyển và kín đáo của thân pháp và thủ pháp để mượn lực của đối thủ và tung ra đòn quyết định với sức mạnh công phá. Bộ pháp trong bài với các thế tấn căn bản như trung bình tấn, đinh tấn, chảo mã tấn, xa tấn. Song Phụng Triều Dương mô phỏng cách thức chiến đấu của loài chim phượng hoàng, nên các kỹ thuật của bộ tay, tức là thủ pháp, chủ yếu là các kỹ thuật đánh trỏ hay còn gọi là bộ phượng dực, với các thế giật trỏ như đôi cánh phượng hoàng, mang đặc điểm đòn thế đặc sắc của làng võ cổ truyền Việt Nam. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những phân thế chiến đấu sử dụng đòn trỏ trong bài. Đây là tổ hợp đòn đầu tiên của bài quyền Song Phụng Triều Dương, gồm có 4 đòn. Thủ. Đòn thứ nhất, ta dùng thế thiết tiêu cước đá để dẫn dụ đối phương. Ngay lập tức đối phương đấm thế mãnh công độc chưởng vào mặt ta. Ta dùng tay phải gạt và tay trái đánh thế mãnh công độc chưởng vào yếm tâm đối phương. Ngay lập tức đối phương đá long thân cước vào vùng hạ bộ ta. Ta dùng thế thôi sơn cắt thủ, đồng thời đánh thế phương dực hoành phong vào mặt của đối phương, kết thúc trận đấu. Thôi. Đây là tổ hợp đòn thứ hai của bài Song Phụng Triều Dương. Sau khi kết thúc đòn phương dực hoành phong, đối phương né được và đối phương đấm vào gáy ta. Đồng thời ta dùng đòn giao long khắc quyền và đá thế bàn long cước vào bụng đối phương. Sau khi lui về, đối phương đá thế đảo sơn phá trụ ta. Ta dùng thế thôi sơn bán hạ, đồng thời dùng thế tay trái móc thôi sơn hữu dực vào hàm đối phương, kết thúc trận đấu bằng thế song chỉ thu châu vào mắt của đối phương. Thôi.
Song Phụng Triều Dương là một trong các bài quyền căn bản của võ phái Thiếu Lâm Song Diện, với những đường nét riêng biệt, mềm mại, thanh thoát. Thân thủ bộ pháp trong bài có sự kết hợp hợp lý, giúp võ sinh rèn luyện tốc độ ra đòn và khả năng giữ thăng bằng với nhiều động tác mau lẹ, linh hoạt, sử dụng vùng thắt lưng, eo xoay cùng bộ pháp uyển chuyển. Các đòn thế, dù tấn công hay né tránh, luôn mềm mại nhu nhuyễn nhưng không kém phần vững vàng chắc chắn, tạo nên những yếu tố bất ngờ hiểm hóc trong đòn thế. Bài Song Phụng Triều Dương này, trước tiên á, nếu mà ta luyện tập bài này á, thì ta sẽ có một cái thể lực dẻo dai. Thể lực dẻo dai trước đã. Rồi sau cái thể lực dẻo dai đó thì trong lúc tập luyện á, như những cái đòn đánh của ta như là độc tiêu cước, thiết tiêu cước, lưu vân cước, phương dược hoành phong, những cái đòn đó là những đòn rất nguy hiểm ta áp dụng trong thế phòng thủ và phản công, nó rất là có tác dụng mà nó rất nguy hiểm cho những võ sĩ mà sau khi bị trúng những cái đòn này, nên là tôi cảm thấy tôi rất thích bài này.